Sau khi chia tay Phạm Băng Băng, Lý Thần hạn chế sinh ra trước truyền thông và tập trung tham gia chương trình thực tế. Người hâm mộ vừa cầm gặp nam diễn viên đang quay hình tại công viên Bắc Hải vào ngày 21 tháng 10. So với trước đây, Lý Thần có phần tăng cân khi gương mặt dần mất đi một số góc cạnh. Ngoài ra, phong cách thời trang của nam diễn viên cũng khiến nhiều người bất ngờ. Theo Sohu đưa tin, Lý Thần diện ngắn khoác bên ngoài câu kết áo xanh và quần tối màu. Phong cách này trông khá già dặn và kém cỏi được những người đàn ông trung niên lựa chọn. Dù thời trang đi xuống nhưng thần thái rạng rỡ của Lý Thần vẫn ghi điểm trong mắt khán giả. Nam diễn viên cười vui lòng và để người hâm mộ thoải mái chụp ảnh. Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh hậu trường của Lý Thần bị rò rỉ trên mạng làng mạc hội Weibo. Cách đây không lâu, người hâm mộ phát hiện nam diễn viên phải di chuyển trên xe lăn vì chấn mến. Sau một tháng điều trị, Lý Thần đã có thể đi lại bình kém cỏi tại phim trường. Được biết kể từ khi chia tay Phạm Băng Băng, nam diễn viên luôn tránh tiếp xúc với truyền thông và tập trung đóng phim, quay chương trình trong suốt 4 tháng gần đây. Cùng ngày, Phạm Băng Băng cũng sinh ra tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Nữ diễn viên gây để ý khi diện đồ bí mật miết từ đầu đến chân. Phạm Băng Băng dùng mũ len và bí che phần lớn gương mặt. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn lộ ra nhan sắc đáng yêu và thần thái cuốn hút không hề bị ảnh hưởng sau nhiều lùm xùm. Trước đó một ngày, Phạm Băng Băng đã đến sân bay Thượng Hải nhằm tham gia khóa học về trang sức của minh hiệu nổi tiếng. Nhiều người phải choáng ngợp trước rét trị đồ hiệu được nữ diễn viên mặc tại sân bay. Sau lùm xùm trốn thuế, Phạm Băng Băng vẫn không hề sa sút phong độ thời trang. Trong thời gian gần đây, nữ diễn viên kém cỏi xuyên có các hoạt động với các nhãn hàng. Tuy nhiên, kế hoạch trở lại màn ảnh của Phạm Băng Băng vẫn còn là một ẩn số. Lý Thần và Phạm Băng Băng từng là một cặp đôi đẹp trong làng mạc giải trí. Nhiều người cho rằng cả hai sẽ tạo nên cái kết viên mãn cho chuyện tình này. Tuy nhiên, lùm xùm trốn thuế của Phạm Băng Băng đã khiến mọi việc rẽ sang trọng một hướng khác. Sau thời gian dài im ắng, nữ diễn viên cùng Lý Thần đường ai nấy đi, xong xuôi 4 năm hẹn hò. Thời điểm tin tức chia tay sinh ra, làng mạc giải trí châu Á không khỏi chấn động.